Chào đồng chí, hôm nay mình sẽ nấu món ốc móng tay xào bơ tỏi. Ăn với bánh mì hoặc ăn với cơm trắng đều rất ngon và được cơm. Đây là ốc móng tay, mua ngoài chợ họ đã làm ruột sạch sẽ, quăng cả cái mái ngoài của nó rồi. Ta bắt một cái nồi lên, bỏ gừng, bỏ một chút muối để chân quá cái ốc móng tay này nhé. Ốc móng tay chân quá, đừng có kỳ quá, không ăn dai ốc, chỉ chân vừa đủ thôi. Xong nên lấy ra, bỏ để ráo. Bây giờ ta sẽ làm nước để nước sốt, nước mắm của hắn ạ. Một thìa đường và hai thìa nước mắm. Bỏ một chút cái tiêu, bột tiêu vào. Nhà mình không có cái tiêu hạt á, mình bỏ tiêu bột. Tiêu là được để nó khử cái mùi tanh của ốc. Xong quầy đều lên. Đây là cái nồi 3,8 lít. Vì cái chảo nước mắc nên là dùng cái nồi cũng được. Lòng của nó cũng xấu, mình có thể vừa rán vừa xào rau vào đấy thoải mái. Bỏ dầu và bỏ tỏi đã băm nhỏ vào phi cho vang lên. Để lấy cái dầu tỏi thôi. Thấy tỏi vang rồi thì vớt xác ra và để lại cái nước. Ta sử dụng cái nước để cho nó thơm thôi ạ. Bây giờ bỏ nước mắm, cái nước mà lúc này ta vừa quay lên ấy, đun lên cho hắn sôi ung ục lên. Xong bắt đầu là bỏ ốc vào đảo, đảo nhanh tay để cho hắn ngấm. Xong rồi bỏ bơ, bơ tương án, mình dùng bơ tương án. Bỏ bơ một lượng bơ vừa phải vào, xong đảo đều, bỏ ớt cay để khử mùi tanh. Mình bỏ thêm cái ớt Hàn Quốc này, nó vừa cái tàu màu cho đẹp mà hắn cũng có hơi cái một tí thế này, cũng không cay lắm mà. Xong rồi bỏ rau rắm, nhớ là phải có rau rắm nhé, hẳn chất rất hợp với ốc. Rau rắm mà ta hay ăn ở ngoài á. Xong rồi bỏ tỏi lên, tỏi phí lên á. Ăn không cũng ngon mà, chấm với bánh mì cũng ngon. Mình thật là hối hận vì hôm nay không mua được cái bánh mì. Các đồng chí thử mua ở ngoài chợ, cái ốc này nó bán riêng ấy. Mời các đồng chí nha.